Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Và rất lâu rồi chúng mình chả làm cái gì ở máy chiếu cả, nên là Viewsonic họ gửi cho mình một con máy chiếu này. Và đây không phải là các loại máy chiếu thông thường mà các bạn hay thấy kiểu chiếu trên lớp học các thứ đâu, mà đây đúng đầy đủ tên gọi là máy chiếu di động Full HD giải trí kèm loa Harman Kardon. Thì mình thấy ấn tượng nhất đó chính là chữ Harman Kardon đây. Và với con máy chiếu này, kích thước tối đa chúng ta có thể chiếu là 100 inch này, tần số quét 120Hz, các bạn không nghe nhầm đâu, 120Hz. Loa Harman Kardon và nó có rất nhiều cổng kết nối Bluetooth các thứ, và giá của nó thì là khoảng tầm 19 triệu. Và mình thấy thì thấy có vẻ là hơi rẻ so với cả những cái gì mà nó mang lại, đặc biệt là ví dụ màu sắc rất là chuẩn này các thứ này. Nhưng mà ông Viewsonic bảo là nó rẻ thật đấy. Hôm nay chúng ta sẽ xem thử là nó có rẻ so với giá trị nó mang lại hay không nhé. Các bạn đã biết gì chưa? Hacom mở cửa xuyên Tết từ 21 tháng 1 tới 25 tháng 1, tức từ 30 Tết đến mùng 4 Tết âm lịch tại Hacom Đống Đa và Hacom Quận 7. Đặc biệt, Hacom còn có khuyến mãi giảm 10% toàn bộ các sản phẩm PC, laptop, gaming gear từ 2 triệu đồng. Hacom xin kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Với những anh em mà nhu cầu ở nhà chẳng hạn, thì ví dụ bây giờ tầm 20 triệu anh em chắc chắn là sẽ mua tivi rồi, tầm 55 inch, 60 inch thì tầm 65 inch vẫn có. Và nhưng mà một cái đó chính là anh em ví dụ đi chơi chẳng hạn, hay là anh em kiểu thích những màn hình to tầm 100 inch ý, thì tivi nó sẽ tầm đó không thể giải quyết được vấn đề. Nên là anh em phải tìm đến máy chiếu, nhưng con này là máy chiếu di động nên là anh em sẽ đảm bảo là nó sẽ không thể có được cái chất lượng hình ảnh bằng những cái tivi tầm từng đấy được tiền được. Nhưng bù lại nó tính di động và độ kích thước rất là to, nên hôm nay bây giờ mình sẽ thử đúng luôn trong một cái chung cư chẳng hạn nhá. Thì anh em sẽ góc nhà khoảng tầm hẹp tầm này thôi, chung cư tầm 60m thì góc nhà khoảng tầm 4-5m, thì em sẽ để được một cái màn chiếu như này. Nhưng mà đây là cái màn chiếu chân đứng và phù hợp với cả gọi là công tác giảng dạy hơn là cái công tác để ở nhà. Nên để ở nhà anh em mua thì nên mua màn chiếu điện, để trần thả xuống phát và cắm con này vào. Và đây là đối với những nhà anh em mà không đủ diện tích để setup một không gian chiếu đầy đủ nhá. Tại vì không gian chiếu đầy đủ anh em cầu lại ánh sáng và gắn màn máy chiếu lên trần cơ, nhưng như thế sẽ không di động được. Và đây là con máy chiếu di động, nên anh em mà kiểu cần thì vác ra dùng, không cần thì lại cất vào tủ, thích thì đem mà đi hội hè có thể loại được. Đấy là cái điểm lợi của những dòng máy chiếu di động như này. Trước đây chúng mình cũng đã làm mấy con giá rẻ rồi, nhưng mà chưa làm những con nào cao cấp đến cái cỡ như thế này cả. Nên là mình hy vọng là những cái đồ của nó sẽ là chất lượng hơn rất là nhiều. Mình hy vọng có chất lượng hơn nhiều so với mấy con máy chiếu giá rẻ. Đấy, mở ra là thấy nó khác biệt rồi. Nó có mấy cái đây, tấm farm rất là xịn, trên những cái xịn anh em săn bóc hay có cái đấy, nhưng mà farm cũng không xịn bằng cái này đâu. Đây là một cái điều khiển từ xa. Chắc chắn rồi, máy chiếu mà không có điều khiển từ xa thì vứt máy chiếu từ xa nhá. Kèm sẵn pin luôn. Và máy chiếu được bọc trong một cái túi nhung. Đúng là hàng cao cấp của khác. Hoành tráng rồi, đây. Đầu tiên thì các bạn nhìn thấy kích thước rất là nhỏ gọn. Đây, chúng ta có kích thước to hơn lòng bàn tay của mình một tí. Nó cứ cho tầm 22, 23, 24 phân một cạnh. Và ở dưới này thì theo như Viewsonic ý, họ cho chúng ta một cái anten wifi bằng USB riêng. Đây, anten wifi bằng USB này. Thì theo lý thuyết thì nó sẽ thu sóng tốt hơn này. Và ngoài ra thì anh em mà thích thì sau này anh em nâng cấp lên những cái mẫu nó thu sóng tốt hơn. Và bảo là thất lạc thì cái này cũng khá là dễ thất lạc, tại vì cái chốt gài đây nó không chắc chắn cho lắm, nó chỉ đẩy vào thôi và không có khóa lẫy ở dưới này, nên là khó. Và ở dưới này có một cái chân để cắm tripod, nếu mà các bạn đi ra mấy chỗ hội hè ngoài trời ấy, thì sẽ có tripod. Đây là cái mắt chiếu này, và đây chữ Harman Kardon rất là to ở bên cạnh. Đây, anh em đảm bảo là mình nghe thấy Harman Kardon là nó chờ hy vọng chất lượng âm thanh. Đằng sau chúng ta có nút nguồn này, sạc bằng Type-C. Đây là máy chiếu di động, anh em có thể ngoài ra dùng, nếu mà không dùng ổ điện, nguồn điện từ đây ấy, thì anh em phải dùng sạc Type-C được. Nhưng mà dùng sạc Type-C thì nó sẽ bị giảm cái độ sáng đi này. Có cái cổng HDMI này, khe SD này, chuột bằng phím là các thứ linh tinh vào đây này. Và một cổng audio out, anh em sẽ không có audio in, tức là toàn bộ âm thanh sẽ phải thông qua gọi là cổng HDMI này, hoặc là cái cổng thẻ nhớ, chứ anh em không có audio in vào đây. Đấy, em lưu ý cái đấy, mà muốn dùng làm loa Bluetooth không được. Ở dưới thì đây là một con máy chiếu di động nên phụ kiện rất là đầy đủ. Chúng ta có một cái giấy hướng dẫn sử dụng này và một cái túi. Đây, cái túi này anh em mang đi du lịch rất tiện nhá. Anh em ví dụ là đi thích đi đổi gió, thay đổi không khí trăng mật chẳng hạn, cầm con máy chiếu đi vứt vác vào đây này. Đấy, chúng ta không dùng cái tivi lởm ở khách sạn đâu, chúng ta dùng cầm con máy chiếu cho vào đây. Đấy, các thứ dây nguồn, adapter cho hết vào đây, rất là gọn. Nên đây là một cái mình rất thích máy chiếu Sonic. Trước đây mấy con máy chiếu di động mình nhớ là không có mấy cái này đâu. Và cái độ mỏng của máy chiếu này anh em cho ba lô là dễ, cực kỳ dễ. Rồi chúng ta có adapter để phần trường hợp anh em muốn cắm điện cho nó sáng hẳn ra, và một dây Type-C. Đấy,
Thì Type-C này có tác dụng là sạc điện, dùng pin di động. Đấy. Và bây giờ mình sẽ để cả hai ở đây. Và cái cổng sạc này ấy, thì trước khi mình cắm thì mình sẽ cắm thử vào sạc dự phòng trước. Và họ yêu cầu là tối thiểu là PD là 45W. Nên là chúng ta mình phải dùng một cột sạc giả khá là căng ở đây. Là cột sạc Anker, con này là sản phẩm 4 triệu. Nó có PD 45W cho anh em. Mà trước cũng có mấy cột sạc Pixel ngày trước mình giveaway nó cũng tầm đấy. Anh em sạc cắm vào là được. Đấy, tức là anh em dùng một con sạc PD của MacBook là cắm được cho con này. Mình sẽ cắm vào đây. Rồi. Và bây giờ đây ở dưới anh em cái chân này để bàn cho nó tráng. Rồi, cắm vào đây. Bắt đầu là cắm điện và bật lên. Lên luôn rồi. Rồi, và bây giờ mình để thử ở bàn nhá. Khoảng cách ở bàn đến cái màn này nó khoảng tầm được khoảng mét, tức là kiểu mấy căn nhà hẹp ấy. Thì tầm này để mình bấm thử lên xem nào. Đây điều khiển có khá là nhiều nút. Đồng nguồn rồi lấy nét. Đây lên rồi này. Và bây giờ khoảng cách 1 mét anh em chiếu được khoảng tầm màn hình tầm 35 inch nên là hơi fail. Nên là mình sẽ để đằng sau, ví dụ anh em nào có cái giá để kệ sau tivi. Đấy, cái kiểu như vậy. Đấy. Đấy. Xem nhà nhá. Ba con chim hiện lên đây rồi. Rồi, các anh em thấy không? Đây là anh em chiếu màn hình khá là to rồi đấy. Đây mình hình hình nó có khoảng tầm 70-80 inch gì đấy. Và chúng ta có lấy nét tự động. Và ở đây bây giờ vào mình chỉnh đi qua lướt qua setting một tí xem có gì hay không nhá. Airplay, update Airplay à? Chưa cần đâu. Tí nữa mình update Airplay. Độ sáng có vẻ đang hơi mình vừa hết pin các bạn ạ. Mình dùng thử nãy là con Anker 24.000 nó còn 17%, tức còn khoảng tầm là gần 4.000 ý, thì mình chạy được khoảng tầm 20 phút. Mới là 2 phút là hết pin, tức là có 24.000 mình tính là khoảng tầm là hơn 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thì bạn chạy full một cục đấy 24.000. Và bây giờ mình bắt buộc là phải chuyển qua con dùng nguồn hạt luôn. Nên là các bạn dùng, nếu mà dùng con này ngoài trời ấy, thì lưu ý là gọi là dung lượng lớn một tí. Đây chúng ta có tự cân góc và tự lấy nét nhá. Anh em sẽ không phải lấy nét tí gì cả. Vào đây chúng ta có tự cân sóc. Và bây giờ là setting của nó. Đầu tiên chúng ta sẽ có App Store. App Store, đây là App Store của ViewSonic à? Chúng ta không có Play Store ở trên này. Không có Google Play Store trên này đâu. Không có, nên là anh em sẽ dùng trên App ViewSonic thôi. Nó sẽ có rất là có Netflix đây, mình vừa thấy Netflix đây, app đây. Sẽ có Google Installation này, SmartTube là của YouTube vậy, nhưng tên nó là SmartTube. Remote của ViewSonic, Alexa, cái con này hỗ trợ Alexa nhá, Google Home. Bàn phím, đấy. Về cái app cơ bản anh em thì giải tải thêm app đấy. Lắm. Và đây setting này có những cái gì ở trong này. Mạng mèo thì chắc chắn là phải dùng wifi rồi, mình đang dùng wifi rồi. Đó, này nút back ở bên phải. Basic chúng ta sẽ có là ngôn ngữ này, chiều chiếu. Và đây keystone tức là chức năng chỉnh góc và nó sẽ tự động căn góc. Và focus đây, focus là tự động đây, khi nào ví dụ mình cần nhá, mình khi nào mình che lại phát này. Đấy, họ tự động focus lại luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là tiện. Và chỉnh keystone để cho các bạn góc các bạn là tự động cân bằng bốn góc, chứ các bạn không phải như cái máy chiếu ở ngày trước đi học ấy, phải chỉnh qua chỉnh lại bốn góc mệt lắm. Kê thật giấy, đúng rồi đấy. Rồi chúng ta có ngày giờ này, phim quay update này, investing là có những cái gì đây. Chúng ta có đây, power on xuống này, chuông mấy cái tính năng này. Đây đây có riêng luôn mà âm thanh như là Harmacadon luôn, anh em chỉnh được phim này. Đây user này, back này, anh em chỉnh được user phim này. Đấy, chúng ta chế độ phim và người dùng bình thường thôi, để phim ấy nó. Và đây live xuống đây, chúng ta các chế độ sáng này. Cái eco là để tiết kiệm pin này, nãy mình để full là nó ăn điện nhiều là full này. Mình để full thì các bạn nhìn đây. Và hiện tại là do phòng mình đang có hai cái đèn quay phim này nên là độ tương phản các bạn này mình nhìn là nó sẽ kém, và khi các bạn dùng ấy thì các bạn sẽ phải chỉnh lại độ tương phản và theo những cái mà độ sáng các thứ của phòng đấy. Và bây giờ đầu tiên chúng ta thử kết nối nhá, mình thử một cái nội dung ở trên YouTube bình thường ấy. Đây ở trên YouTube bình thường anh em xem Netflix trên này, hoặc là anh em thấy hoặc là hỗ trợ AirPlay, anh em có thể cắt trực tiếp từ điện thoại ra cũng được, không có vấn đề gì cả. Và mình không hiểu là mà con này ấy, chúng ta có một cái tần thì độ trễ input lag là 150 mili giây,
nên là anh em không phù hợp để chơi game mặc dù nó 120Hz, nhưng mà độ trễ là 120-150ms, anh em chơi như kiểu anh em ping 550 ấy, không chơi đâu. Bây giờ chỉ có giải trí các thứ thôi. Lạc thế nhỉ. Anh em, đây là máy chiếu Full HD nhá. Và điểm đầu tiên mình nhận ra đó chính là cái loa Harman nó rất là hay. Thật sự là nghe này, các bạn nghe tiếng ấy nó hay hơn mấy con TV nhiều. Mấy con TV ấy, tầm 15 triệu anh em nghe loa nó rất là chán, nó bị ủ ấy. Nó nghe loa này mình nghe thấy nó khác hẳn, tại vì nó là loa rất là loa Harman. Anh em chỉnh được là đây độ sáng là 56, nhưng mà độ sáng này ấy, đây là mình sẽ tắt thử xung quanh đèn này nhá. Anh rút đèn này dưới nhá. Đấy, anh thấy không? Mà độ sáng 56 nhưng mà bây giờ đang có độ tương phản khá là tốt và nét hơn nét. Anh em nhìn này, độ nét rất là tốt này. Và nếu mình tăng độ sáng lên ấy thì anh em sẽ bị mất dần độ tương phản khi mà màu đen nó sẽ bị tăng thành màu xám. Và đây này, anh em chỉ nên để khoảng tầm giữa thôi, chứ đừng tăng lên 100 như này. Mặc dù nó sáng ấy nhưng mà nó mất hết tất cả độ tương phản. Đấy, em nhìn này, độ sáng này mặc dù là Full HD nhưng mà nhìn nó vẫn rất là tốt và thoải mái, có thể xem phim con này rất là ngon. Đây chúng ta sẽ có HDMI, Sting, Rain. Đây, âm thanh em đang để có 20, mọi nghe là rõ và ngon. Âm thanh rất là trong và sắc, và đây là cái điểm thấy đáng tiền nhất trên con máy chiếu này. Với âm lượng tầm như này thì anh em có thể là gọi là dùng được trong căn phòng khoảng 50m², rất là thoải mái. Thật sự là mình không nghĩ được con máy chiếu này là Full HD đâu. Tại vì các bạn nhìn này, nó rất nó nét là căng đét luôn. Và độ tương phản đang rất là tốt so với con máy chiếu nhỏ như này này. Thì tức nếu mà so với TV 4K thì sẽ không được rồi. Nhưng mà với khoảng giá 20 triệu và anh em cần một cái màn hình to như này thì con máy chiếu này sẽ rất là ngon. Và anh em có cái loa rất là hay. Loa này để xem TV giải trí ở nhà thì gọi là hết ý luôn. Và độ sáng này thì là ổn khi mà anh em tắt hết đèn trong phòng đi. Thì dù gì xem phim thôi thì rất là hay. Ổn, bây giờ mình sẽ thử một clip khác nó màu sắc hơn nhá. Ủa, đánh này chất luôn. Đây rồi nhá. Rồi, bây giờ rồi. Xem mới đủ rồi. Bây giờ mình sẽ chức năng về xem YouTube có thử đang khá là ok. Anh em có thể xem Netflix trên này rất là thoải mái, tại vì trong cái hệ App Store của nó bây giờ mình mới vào được. Thì anh em lại đây, giải trí đây. App Store của ViewSonic, anh em sẽ không cài cái app ngoài được. Đây, Netflix này. Black Cookie mình không biết là xem có mấy cái. Đây, tôi kể xem livestream này, SmartTube này. Và không biết là ví dụ anh em có những cái như là VTV Go nhỉ? Để anh em xem có cái app xem phim là VTV giải trí đâu nhỉ? Anh em sẽ không có, anh em muốn xem phim Việt Nam này là không có đâu. Em sẽ buộc phải cắt từ điện thoại lên, và bây giờ mình sẽ cắt thử điện thoại lên nhá. Mình sẽ dùng cái... Đây, mình dùng mình cắt thử điện thoại lên. À, điện thoại mình có vẻ hơi cổ, là AirPlay ở đây đơ luôn điện thoại này. Anh em thấy xoay tròn, tròn xoe này. Thì bây giờ như này nhá, mình với những cái thông số kỹ thuật nhà sản xuất đưa ra thì chúng ta sẽ có một màn hình có tương phản rất tốt. Thì đúng, con này tương phản rất là tốt luôn. Và bảo là gaming thì không, tại vì các bạn sẽ có một độ delay là 150 giây và cả 150ms, nên là các bạn sẽ vẫn phải rất can đảm để có thể chơi game trên con máy chiếu này. Nhưng nó là con máy chiếu gì? Nó là máy chiếu di động, nên là nó sẽ phù hợp cho anh em. Đó chính là anh em mang đi ra ngoài, thì anh em ví dụ đi du lịch chẳng hạn, anh em đi hội hè các thể loại, thì cái màn chiếu này rất là hợp lý. Tại vì trên một cái màn chiếu di động kiểu này, anh em chiếu lên thấy rất là nét, và như mình thấy đủ sáng cho một tập thể khoảng phòng khoảng 50-60m² xem vẫn thoải mái. Để xa hơn chiếu được khoảng tầm 100 inch, mình đang để khoảng tầm là 2m thì nó chiếu được khoảng tầm là hơn 80 inch một chút, và để đủ hơn 100 inch. Nhưng mà bù lại một cái đó chính là do đây là một màn chiếu di động nên là anh em sẽ không có độ sáng nó tương đương. Ví dụ anh em mà xem những con máy chiếu phim để cứng một chỗ như của ViewSonic ấy thì nó sẽ có độ sáng rất là tốt. Con này độ sáng nó chỉ khoảng tầm là 3000, như vậy nhớ nhầm thì là 3000 nit, thì nó sẽ không bằng mấy con máy chiếu trong nhà đâu. Mấy con máy chiếu trong nhà nó sáng rất là căng và anh em nhìn độ tương phản nó cũng tốt hơn, nhưng mà bù lại nó không thể di chuyển được. Nên con máy chiếu này nó phù hợp cho ai? Đó chính là nếu mà các bạn chơi game thì bỏ nhá, nhưng mà nếu các bạn mà
gọi là thứ nhất là các bạn ở những cái chung cư nó nhỏ chẳng hạn, thì các bạn không có đủ điều kiện để các bạn làm những hệ thống rạp chiếu nó đầy đủ setup từ A đến Z, thì con này rất là hợp lý. Chỉ cần cuối tuần các bạn vứt lên trên góc đấy như này, xong chiếu lên cả nhà xem phim rất là sướng. Hoặc là các bạn muốn đi mang đi du lịch, các thể loại các máy chiếu rất nhỏ gọn, nó máy chiếu đa dụng, không phải máy chiếu chỉ một mục đích. Và nó sẽ về chất lượng hình ảnh thì đảm bảo là nó sẽ nét hơn rất là nhiều so với những con máy chiếu khác trên thị trường, mặc dù nó chỉ có Full HD thôi, nhưng mà mình thấy nó đang là cái độ tương phản của độ sắc nét này, nó căng bét và loa lo Harmacadon nên anh em nghe nó rất là sướng so với những con máy chiếu di động tầm 6-7 triệu, cho con này nó ăn đứt luôn. Nhưng cái giá phải trả là 19 triệu thì anh em phải khá là đắn đo suy nghĩ khi mà anh em lựa chọn giữa con máy chiếu này với một chiếc TV 4K, TV ngồi yên đấy, nhưng máy chiếu này thì mang đi được. Và các bạn, con máy chiếu này chúng mình đã bán sẵn tại trên Hacom rồi, và ngoài ra chúng mình cũng bán sạc dự phòng cho con máy chiếu này luôn, đó chính là anchor mình vừa mới nói đấy, link ở trong phần mô tả video. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em.